chào mọi người, xin chào Việt Nam. Biết bây giờ ở Việt Nam thì cũng khuya lắm rồi. Nhưng mà hôm nay thì mới rảnh để livestream nói về con virus Corona. Thì mấy tuần qua thì virus Corona đã làm cho thế giới lao đao, từ châu Á tới châu Âu tới châu Mỹ, làm cho kinh tế thế giới rồi, rất là lao đao. Kinh tế Việt Nam cũng vậy. Nói chung là cái con virus Corona nó gây ra cho thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng có một cái dạ em chào anh Vũ Hùng. Nhưng mà cũng con virus Corona này nó cũng có cái hay của nó. Nó bộc lộ rất là nhiều cái mặt mà ngày xưa tới giờ nhiều người không có biết, nhiều người vẫn có một cái nhìn, phải nói là rất có một cái gì đó rất là tôn thờ, tôn sùng cái cái thế giới văn minh của phương Tây. Thì cái con virus Corona này nó đã làm cho cái mặt nạ mà văn minh nhân ái của phương Tây nó rớt xuống. Thì đồng thời nó cũng cho thấy là những cái ưu việt, ưu điểm của Việt Nam trong cái việc mà từ nhà nước cho tới nhân dân Việt Nam trong cái việc mà ứng phó cái con virus Corona này. Thì hôm trước cái đây mấy ngày em có coi cái cuộc phỏng vấn của Derek Phạm, Nữ Vòng Trái Đất TV, với ông Đỗ Dũng. Thì ông Đỗ Dũng ông nói là chính quyền đơn đảng, ý ông nói là nhà nước Việt Nam có cái qua cái dịch này nhà nước cho thấy cái chính phủ đơn đảng rất hiệu quả trong cái công việc mà phòng chống khủng hoảng. Tại vì là chính quyền trung ương có cái biện pháp, có cái kế hoạch, thì ở dưới tất cả các bộ phận ban ngành là chỉ việc mà thực hành, thực thi theo. Chứ nó khác với những cái chính quyền mà đa đảng thì nó lại có những cái lấn cấn thế này thế nọ. Nhưng mà theo mình suy nghĩ là một cái chính quyền mà thấy hiệu quả cho cái dạ em chào anh Nguyễn Việt. Thì em quay lại cái em muốn nói là một cái chính quyền á, mà cho thấy cái sự hiệu quả, cho thấy cái mặt mạnh của cái chính quyền á, là trong lúc ứng phó với lại khủng hoảng, cái chính quyền mà hoạt động hiệu quả thì trong thể phải được thử thách trong những cái lúc như vậy, trong những cái lúc khủng hoảng, trong để đưa đất nước và đưa nhân dân vượt qua khủng hoảng đó, đó mới chứng tỏ được cái ưu việt của cái chính quyền của cái nhà nước. Còn những cái nhà nước phương Tây thì ngày xưa tới giờ bên đây lát nữa em sẽ nói cái chuyện ở bên Mỹ này sao, cái chuyện mà tranh mua đồ ăn rồi giấy anh nói là giấy lao đích. Em sẽ nói cái chuyện đó. Thì những cái chính quyền mà tư bản thì ngày xưa tới giờ thì được cho là những cái chính quyền mà hiệu quả, rồi làm cho đất nước tiến lên, rồi
Nói chung là nhân bản văn minh giống như những cái bọn mà dân chủ cựu hoặc là bọn Ba Sọc nó thường ca tụng. Em chào anh Văn Nguyễn. Dạ con chào chú, con chào bác Cầm. Thì thấy qua cái dịch bệnh này á, cái tất cả những cái nước mà giống như Ý hoặc là Đức hoặc là Hàn Quốc hoặc là những cái nước mà kêu là tư bản là đã hoảng loạn hết. Coi như là họ không biết đối phó bằng cách nào, kể cả Mỹ luôn. Mấy ngày nay bên Mỹ á, mấy ngày bên Mỹ này cũng vậy, coi như là họ không biết phải làm sao. Tới mấy ngày hôm nay là tổng thống Trump rồi phó tổng thống Mike Pence thì họp báo, coi như là ngày nào cũng họp báo, nhưng mà họ nói là họ sẽ cung cấp cái test kit cho để free test kit cho những người dân, nhưng mà không biết khi nào nó sẽ là có để cho người ta dùng. Tại vì bây giờ thật ra không biết cái bệnh dịch của ở Mỹ này á, nó có bao nhiêu bệnh nhân. Tại vì cái luật của Mỹ nó không có cho phép người ta công bố tên tuổi bệnh nhân, nơi ở của bệnh nhân, cho nên người ta không có biết là có bao nhiêu bệnh nhân hoặc là có bao nhiêu người nhiễm bệnh, cho nên người ở đây người ta rất là hoang mang. Thì mình quay lại những cái gì mà ông Đỗ Dũng ông nói là cái khi mà trong ngày xưa á, thì những người mà gọi như là chống cộng cực đoan á, thì người ta nói là cộng sản không có cái gì tốt. Nhưng mà qua cái vụ này thì ông Đỗ Dũng ông nói ông xác nhận là trong khủng hoảng một cái chính quyền trung ương, chính quyền đơn đảng là cho thấy cái sự hiệu quả trong cái xử lý khủng hoảng. Còn cái chính quyền đa đảng á, thì cho thấy cái hiệu quả rất tốt trong cái lúc mà thịnh vượng hòa bình. Thì theo mình nghĩ trong cái lúc mà trong trong tất cả những cái nước mà tư bản giàu có sẵn rồi á, thì họ luôn luôn mà hòa bình thịnh vượng, thì họ không có trải qua những cái thử thách, thì không có ai biết được những cái chính quyền đó nó sẽ xảy ra sao. Thì qua cái cuộc khủng hoảng con corona này á, thì nó đã cho thấy cái điểm yếu của mà cái những cái mà chính quyền mà được cho là dân chủ tư bản văn minh, thì tại vì họ luôn luôn trong cái hòa bình, trong cái thịnh vượng, thì họ không có trải qua những cái thử thách. Thì đến lúc này thì tất cả những cái đất nước mà được cho là dân chủ văn minh là bị dính cái dịch corona này là họ rất là bối rối, họ không có biết cách mà xử lý ra sao. Tại vì không có ai nghe ai hết, cái đảng này không nghe cái đảng kia. Khi mà một cái chính phủ trung ương ra cái quyết sách, cái quyết định gì đó, thì những cái thành phố, thị trưởng thành phố lại là những người của đảng khác, thì họ không có muốn mà thực hành theo cái chỉ thị của chính phủ mà của cái đảng bên kia. Cho nên ở ở Mỹ này, ví dụ như ở những cái nước mà giống như là Hàn Quốc hoặc là Ý hoặc là nói chung là những nước tư bản, thì người dân á, người khi mà người ta mà đón cái công dân của họ mà cái lúc mà Trung Quốc nó bị bùng phát ra cái bệnh dịch đó, thì người dân của nước giống như là Hàn Quốc thì người ta đã biểu tình phản đối khi mà những người dân của họ, những người đồng hương của họ mà từ bên Trung Quốc về, thì họ biểu tình, họ lấy xe ủi, xe xúc ra, họ chặn đường.
hoặc là những nước mang những cái xe ủi, xe xúc ra họ cản đường, họ biểu tình, họ phản đối. Rồi còn bên you bên bên Ukraine thì họ đã đốt lửa, họ ném đất đá vô xe bus chở những người từ bên Trung Quốc về. Chào Vũ Phạm. Hoặc là chính ngay tại Mỹ là những người mà bên Trung Quốc về thì họ cách ly trong một cái căn cứ không quân. Thì sau đó thì có những người bị phát hiện là bị nhiễm bệnh, là bị dương tính. Thì cái căn cứ không quân đó họ không có đồng ý giữ những người, họ phải nói là họ không đồng ý chứa những cái bệnh nhân đó, thì họ muốn mang những bệnh nhân đó đi chỗ khác. Thì cái thành phố mà những người của tiểu bang, những người có trách nhiệm thì muốn mang cư dân đó để cách ly trong cái thành phố Costa Mesa. Thì Costa Mesa đi, họ muốn đưa cho những người đó cách ly trong một cái bệnh viện mà tâm thần đã bỏ, bệnh viện tâm thần cũ mà đã bỏ. Thì cư dân của cái thành phố mà Costa Mesa này lại họ là biểu tình phản đối, họ không muốn chứa chấp những cái người mà bệnh nhân đó. Thì cái đó là đã nó chứng minh ra cái gì, cái mà cái dân chủ, cái văn minh, cái tiến bộ của người dân mà của những nước tư bản thì nó ra sao. Trong khi đó những người mà ở Việt Nam mình, dạ bên này hôm nay trời mưa anh nhàn nên nó cũng lạnh, trời mưa cả tuần mà hôm nay là ngày đầu tiên. Trong khi đó người dân người dân Việt Nam mình thì họ lại rất là ủng hộ những người mà từ bên Trung Quốc về, họ thậm chí họ động viên, họ an ủi, hoặc trong cái lúc mà cái nói chung họ ủng hộ những cái quyết sách của nhà nước Việt Nam, của chính phủ Việt Nam. Họ không có một cái chút gì mà phải nói là phản đối hoặc là cái gì đối với những người mà trở về từ từ bên Trung Quốc hoặc là từ những cái nước khác, Hàn Quốc hoặc là Nhật. Là người dân Việt Nam họ nói chung là họ vẫn cho thấy cái truyền thống, cái đạo lý của người Việt Nam từ xưa tới giờ, đó là tinh thần tương thân tương ái, là họ là người dân Việt Nam mình bao bọc đồng bào, cho thấy cái tinh thần tương thân tương ái, chứ không như như những cái nước mà được cho là dân chủ văn minh mà đối xử với đồng bào của họ. Trong cái lúc mà cái xã Sơn Lôi mà cách ly, thậm chí người dân còn mang đồ tới tiếp tới cho những người công an, những người bộ đội làm nhiệm vụ. Nói chung là họ đồng lòng với nhà nước, chứ không như những nước mà những nước khác, là họ thậm chí cái thành phố Costa Mesa này còn đâm đơn kiện cái liên bang. Vì sao đem những cái bệnh nhân đó về cái thành phố của họ. Nhưng mà cái điều mà hài hước á, là những cái bệnh nhân đó có rất nhiều người họ là công dân của California, mà họ không đồng ý cho những người đó đến California, đến cái thành phố Costa Mesa trong cái tiểu bang California để mà cách ly, để mà chữa trị. Thì cứ nghĩ đi, nếu mà những cái công dân của tiểu bang Cali mà còn công dân của chính cái tiểu bang của họ mà còn họ còn đẩy đuổi như vậy, thì làm sao những cái người dân của những cái tiểu bang khác mà họ chấp nhận lại nhận những cái người đó. Còn mình nói tới đây thì thôi mình nói về cái tình hình ở Mỹ này. Thì mấy ngày nay thì tất cả các tiểu bang ở Mỹ này là đã nhốn nháo, những cái chợ mà bán sỉ là giống như là Costco. Dạ đúng rồi, Costco rồi Walmart, là tất cả những cái đồ giống như là nước ăn, lương thực là đã khan hiếm. Mấy cái nước mà rửa tay có cồn,
bao tay hay là khẩu trang bây giờ là bắt đầu khan hiếm. Thì thậm chí mà bên 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 Úc mà chắc nếu mà người nào chơi Facebook thì cũng đã thấy là ba phụ nữ mà đánh nhau giành để giành một cái bàn giấy đi cầu, thì họ đã thấy mình đã nói là những nước giống như là Việt Nam, những nước mà đã trải qua những cái khó khăn từ cái trong cái quá khứ, thì họ gặp khi mà gặp những cái khủng hoảng chừng như trường hợp thế này thì họ mình người Việt Nam mình ứng phó rất là tốt, rất thích nghi, rất là lẹ. Còn mà nhân dân còn người dân của những nước tư bản thì họ đã quen với cuộc sống là hòa bình rồi thịnh vượng, nói chung là cuộc sống êm đềm. Tới khi mà có những cái khủng hoảng xảy ra thì họ rất là bối rối, họ rất là hỗn loạn. Thì chứng tỏ là qua cái dịch corona này nó đã bộc lộ ra hết những cái gì mà tốt đẹp mà mọi người nghĩ về cái thế giới mà tư bản, cái thế giới phương Tây, là mọi người đã nhìn thấy ra hết. Cách đây 1 2 năm về trước á, cái bọn mà bọn mê Tây á, cái bọn mà phải nói là tôn sùng những nước tư bản á, thì chúng nó bảo rằng là ở những nước tư bản á, là đi bệnh viện là free, rồi đi bác sĩ free, rồi tất cả cái gì mà cũng free. Thì đó bây giờ qua cái mà em khi mà em lên em nói em lên em rồi anh Lại Minh rồi có một vài anh chị em ở đây lên nói là ở Mỹ medical không có free, free chỉ những cái trường hợp đặc biệt thôi chứ không có phải là free cho tất cả mọi người. Thì chúng nó bảo bọn em là bưng bô cộng sản, là bò đỏ thế này thế nọ, là bị bọn người cộng sản nhồi sọ thế này thế nọ. Bây giờ thì đó đã chứng minh ra. Ví dụ như hai cha con của Mỹ mà từ bên Trung Quốc về, họ đi họ nghĩ họ nghi là họ bị nhiễm coronavirus thì họ đi test, thì đó là một cái bill là 3.000 mấy, gần 4.000 đô la. Thì đó nó đã chứng minh, nó cái dịch coronavirus này nó đã chứng chứng minh cho tất cả những gì bọn em nói, mà ngày xưa mà bọn chống cộng cực đoan hoặc là bọn bọn mà dân chủ cuội ở Việt Nam á, nó kêu là bọn em là bưng bô cộng sản, thì bây giờ nó đã chứng minh đó là sự thật. Đấy, nói thật ra em không có sợ con coronavirus, nhưng mà em chỉ sợ nó, em không sợ nó làm cho mình chết, nhưng mà em chỉ sợ nếu mà mình bị dính vô thì mình đi bệnh viện á. Mình đi bệnh viện á, rồi cái bill của bệnh viện á, nó làm cho mình hơi bị nhức đầu. Mặc dù là em đi làm công ty thì nó cũng có mua bảo hiểm, có mua bảo hiểm của công ty, bảo hiểm nó cung cấp cái công ty nó cung cấp bảo hiểm, nhưng mà nếu mà nằm bệnh viện mà để chữa con coronavirus này này thì đó thì mỗi người thì cũng phải là 3 4 ngàn chứ không có rẻ. Thì nó đã chứng minh tất cả những gì mà bọn em nói cách đây mấy năm, là ở medical ở Mỹ này không có free, free cho những người đúng rồi. Bây giờ Khánh Nguyễn nghe nói là mấy cái test là nó free, nhưng mà mình không có biết khi nào mà nó available cho mọi cho tất cả mọi người. Thì mình có nghe thì đó, thì đó bây giờ có nhiều người người ta sợ cái tiền mà viện phí, cho nên người ta không có dám test, người ta không có dám đi thử. Đó là cái đó cũng là một cái nguyên nhân làm cho cái bệnh mà coronavirus ở Mỹ nó bùng phát nhanh như vậy.
Thì thấy gì, thí dụ như nếu mà ở Việt Nam mình á, mà người nào mà người ta nghĩ là họ có cái khả năng mà họ bị nhiễm bệnh á, thì họ sẽ đi thử. Còn nếu mà không có bị nhiễm bệnh thì thôi, là họ an tâm. Còn ở Mỹ này á, họ rất là đắn đắn đo. Thí dụ như họ nghĩ là họ nhiễm bệnh, nhưng mà họ sợ mà đi thử, thì nếu mà họ không có bệnh thì cái bill nó rất là nhiều, cho nên có nhiều người ta không có dám đi thử. Thì có nhiều người ta có bệnh sẵn rồi, ta có bệnh rồi, nhưng mà vì không họ không có dám đi thử, cho nên họ không biết họ có bệnh, thì họ đi tiếp xúc trong cộng đồng, họ lây lan ra trong cộng đồng, thì nó làm cho cái bệnh dịch nó càng bùng phát. Với lại một cái luật ở Mỹ là cái luật ta bảo vệ tự do cá nhân, họ không có dám mà công bố cái tên bệnh nhân, địa chỉ của bệnh nhân. Cho nên khi mà thí dụ như một người đã nhiễm bệnh, người A nhiễm bệnh, thì bác sĩ hoặc là cái nhà chuyên môn, các cơ quan có trách nhiệm, họ không dám cái công bố cái tên bệnh nhân, thì bởi vì họ sợ cái người bệnh nhân đó sẽ kiện họ. Cho nên những cái người mà tiếp xúc với cái bệnh nhân A này á, những người A, những C, người B, người D, người E, F gì á, thì họ không có biết cái người A này nhiễm bệnh, cho nên họ cũng không có biết họ là cái đối tượng có thể bị nhiễm bệnh. Cho nên cái bệnh dịch này ở những nước mà kêu mà dân chủ dân quyền, dạ em chào anh Danny, là nó bùng phát rất là lẹ, nó bùng phát rất là nhanh. Ở Mỹ này cách đây một tuần trước thì chỉ có mấy chục người thôi, chưa tới 100 người, mà bây giờ là đã hơn 1.000 người rồi. Nhưng mà cái con số 1.000 người á, là cái dự đoán cái những người đó là đã đi đi thử đi biết là nhiễm bệnh. Còn những người mà họ đã ủ bệnh trong cái cộng đồng nhưng mà họ không biết là họ ủ bệnh, tại họ không dám đi thử. Tại vì khi mà thử thì nó quá đắt tiền, 3-4 ngàn đồng để đi thử, thì họ không có dám. Là với lại ở Mỹ này không phải là hầu hết ai cũng có bảo hiểm sức khỏe, thì họ không dám đi thử. Còn nghe nói hôm qua thì TV nói là bà Nancy Pelosi thì bà muốn làm test free, nhưng mà không biết khi nào mà nó có sẵn để cho test free. Nhưng mà khi mà nó test những người có cơ hội cao để mà có thể nhiễm bệnh thì họ mới test. Còn những người mà ví dụ như mình nghi ngờ, mình có triệu chứng nhưng mà mình nghi ngờ, nhưng mà người họ cũng không có thể không chịu test. Tại khi họ nói là những người phải rời từ vùng dịch, rồi những người tiếp xúc với những người từ vùng dịch thì họ mới test, còn những người khác thì họ không có test. Cho nên nó làm cho trong cái giống như thành phố em ở, là mấy ngày hôm trước á, thì cũng cũng rất là ok, cũng rất là yên bình. Mà bây giờ thì mấy cái Costco, Walmart đồ là bây giờ người ta xếp hàng rất là nhiều. Sáng sớm mà trước khi cái Costco nó mở cửa thì người ta đã xếp hàng 2-3 tiếng đồng hồ trước rồi. Mà bây giờ nghe nói em cũng chưa ra Costco nữa, mà nghe nói là mấy người ta đi hôm nay, thì tuần này em đi tuần mỗi tuần thì em đi Costco, nhưng mà nghe người ta nói thì tất cả những cái đồ mà cơ bản mà ví dụ như giấy đi cầu, nước uống hoặc là đồ ăn đồ, nó coi như là nó cũng gần sạch bách rồi, nó gần cũng gần là êm tì trong mấy cái chợ đó, Costco với là Walmart. Cho nên còn cái nhà hàng bây giờ ra đường rất là biết liền, tại vì cái khi mà ngày bình thường á, ra đường ở ở cái thành phố mở là xe rất là đông, đi chỗ nào nó cũng kẹt xe hết. Nhưng mà mấy hôm nay á,
Cái thành phố em thì chưa, nhưng mà em chưa là chưa công bố, nhưng mà em nghĩ cả thành phố của em thì cũng có thể có người có rồi. Mấy hôm nay em đi gym thì em rất là sợ, mà mình không có đi, mình ở nhà thì nó cũng khó chịu, nhưng mà mình đi vô thì mình cũng rất là sợ. Ra đường á, những cái thành phố đường ở trong thành phố của em bây giờ rất là trống. Mấy cái tiệm nail rồi mấy cái nhà hàng của Việt Nam, mấy cái tiệm nail là đã bắt đầu vắng khách rất là nhiều. Mà nó nói những cái trên TV, nó nói nếu mà cái bệnh dịch này mà kéo dài khoảng 1 2 tháng nữa thì kinh tế Mỹ, thì tất cả những cái cơ sở kinh doanh nhỏ là thì sẽ họ sẽ nói chung không có đến nỗi, tại vì cái tâm lý nó làm cho người ta hỗn loạn thôi, chứ không có đến nỗi mà, với lại mình không hiểu được tại sao người ta tranh giành nhau mới mua giấy đi cầu, không mà cô giấy vệ sinh là không hiểu tại sao người ta tranh nhau để mua giấy vệ sinh. Cho nên cái dịch corona này nó cũng có cái hay là nó đã giúp cho mọi người, nhất là những người mà chống cộng cực đoan, những người mà mê tây á, thấy ra được cái bộ mặt, cái sự thật của những nước phương Tây. Cái người phương Tây giống như em nói, từ xưa tới giờ họ đã quen trong một cái cuộc sống nó êm đềm, họ quen trong cái cuộc sống mà nó hòa bình. Còn cái bọn mà mấy cái chợ người Việt nó cũng lên giá, nghe nói là cũng người ta gọi điện thoại ta báo cáo cho cái tụi mà consumer, người bảo vệ, cái cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nó phạt cũng vài chỗ rồi. Bán gạo mà gạo bình thường 45 đồng một bao, mà bán mấy hôm nay là bán 65 đồng một bao, là lên 20 đồng, là gần lên là gần gần 50% đó, 30-40% đó, là bị là phạm luật rồi. Ở đây mà bán đồ tăng giá mà 10 tới 15%, chứ còn mà quá 10 tới 15% là bị tụi consumer affairs nó xuống là nó phạt rồi. Mình bây giờ thường thì đi chợ Costco thì mua 3 cái đồ ăn sáng. Còn không biết ngày mai, bây giờ ngày mai mới đi, không biết vô trong đó còn còn cái gì nữa, hay là cứ mì tôm mà miệt mài mà ăn thôi. Nói chung em cũng không có cái gì mà lo, mà chỉ như em nói là không có lo mình sẽ bị coronavirus nó giết mình, nhưng mà mình chỉ sợ là nếu mà mình bị mà mình vô nhà thương thì cái đó là hơi hơi phiền chút thôi, trả tiền bill thì cũng hơi phiền, tại vì mấy cái tiền bill, cái tiền đó mình làm chuyện khác. Còn mà mình tự nhiên mình bỏ tiền ra mình để mình trả cái bill cho cái coronavirus này thì cũng thấy cũng hơi hơi phiền. Du lịch thì bây giờ là du lịch nói chung là tiêu hết rồi. Du lịch, tất cả những cái ngành mà liên quan tới phục vụ, du lịch, nhà hàng, mấy cái tiệm nail, tiệm hớt tóc rồi bây giờ là tiêu rồi. Ở đây mấy cái tiệm nail là bắt đầu vắng khách rồi, người ta không có dám tới nữa. Rồi cái thành phố San Jose thì bây giờ nó cấm là những cái chỗ nào mà tụ tập quá 100 người là nó cấm. Trường học là đóng đóng cửa rồi. Rồi như giống như là mấy cái nhà mấy cái tiệc cưới là dẹp, tiệc cưới là dẹp. Và Disney World thì nghe nói là
đóng cửa hết. Hình như là hôm qua em coi TV thì nó mới nhiều 75.000 nhân viên của dạ anh chào anh Long Thủy, 75.000 nhân viên của Disney là bây giờ là ta cho về nhà, nhưng mà cũng được lãnh lương, nhưng mà không biết nó ừ em Phan Thiết mình cũng đóng cửa các dịch vụ. Thì không biết cái những người làm trong Disneyland thì được nghỉ mà trả lương, nhưng mà không biết nếu mà nó kéo dài tuần 2 tuần 3 tuần thì Disneyland nó cũng chịu thu luôn, nó cũng cho mấy người đó lay off mấy người đó luôn. Không có cái đánh giá, không có cái nhìn nhận. Mình nói một số thành phần thôi, không có đánh giá, không có nhìn nhận được cái sự mà lãnh đạo đất nước của nhà nước Việt Nam mình. Nhưng mà qua cái vụ này thì mình thấy cái cách mà lãnh đạo, cái cách mà giải quyết khủng hoảng của Việt Nam mình rất là tốt, đến giờ phút này rất là tốt. Thì em cũng hy vọng là nó không có trầm trọng hơn nữa, nhưng mà đến giờ phút này thì mình đã thấy cái sự hiệu quả của chính phủ. Trong khi đó thì mình cũng thấy được cái sự tương thân tương ái của người dân Việt Nam mình. Đó là cái truyền thống từ xưa tới giờ của người Việt Nam mình, thì em thấy rất là hãnh diện. Mọi người cùng chung sức mà chung tay rồi với chính phủ để vượt qua cái bệnh dịch. Còn những nước tư bản này thì rất là bị động trong cái cách mà xử lý khủng hoảng. Người dân người ta cũng không có cái người ta cũng không có được cái mà cái tâm lý mà bình tĩnh để vượt qua khủng hoảng trong cái lúc như thế này ở mấy cái nước mà tư bản. Còn người dân Việt Nam mình đã trải qua rất là nhiều cái khổ cực, cái chiến tranh, rồi trải qua cái thời mà kinh tế mà bị bao vây cấm vận. Nói chung Việt Nam mình bây giờ em nghĩ không có cái gì mà có thể mà đánh gục dân Việt Nam mình được. Chiến tranh mình cũng trải qua, rồi thời tiết, sự khắc nghiệt của thời tiết, lũ lụt mình cũng đã trải qua, rồi cấm vận bao vây kinh tế mình cũng trải qua. Tất cả những cái gì mà phải nói là tất cả những khủng hoảng người dân mình đã trải qua hết, thì người dân lại là lính quýnh, lại mất tinh thần, tranh nhau mà đi mua đồ ăn, tranh nhau mà đi mua đồ dự trữ. Còn người mấy ngày trước thì ở Hà Nội thì cũng có cái trường hợp đó, nhưng mà bây giờ mọi người cũng đã bình tĩnh lại rồi. Còn ở những nước mà Ý là đã toang, nói chung là mấy nước châu Âu là đã toang, Mỹ, người dân Mỹ này cũng vậy. Mấy ngày trước thì ở bang Washington thì hỗn loạn, nhưng mà bây giờ nó đã lan ra rất nhiều tiểu bang rồi. Trung Quốc, New York, Cali, Colorado, nói chung là Utah, Colorado, nói chung là đã bắt đầu. Cái thành phố của em thì cũng không có phải là cái thành phố lớn lắm, nó chỉ cũng có 100 mấy 200 ngàn dân thôi, nhưng mà cũng đã hỗn loạn rồi. Nên người dân đã bắt đầu lo sợ. Uh,
Lan ra 47 tiểu bang rồi hả anh Danny? Thì ông Trump thì mấy hôm nay thì TV cũng có nói ông Trump thì ông có tiếp xúc với một người trong 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 giới lãnh đạo của Brazil, thì qua bên Mỹ này thì ông đó xét nghiệm dương tính. Mà ông Trump thì có tiếp xúc với ông đó, tiếp xúc gần với ông đó. Nhưng mà ổng không có chịu, ông Trump thì ổng dạng cũng người mà cứng đầu, ổng không có chịu test. Ổng nói là mấy hôm qua thì ổng nói ổng sẽ test, nhưng mà nghe nói hôm nay là ổng nói ổng không chịu test, tại vì ổng không có cái triệu chứng gì nên ổng không chịu test. Nhưng mà nếu mà ổng test ra mà ổng bị thì nguyên cái Nhà Trắng chắc cũng bị, phó tổng thống rồi hôm bữa mà họp báo thì phó tổng thống Mike Pence thì bên 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 kẹo cũng có người bị hả? Cái em ở gần San Jose thì San Jose cũng có rất nhiều người bị rồi. San Francisco, San Jose, em nghĩ là trong cái thành phố em cũng có người bị, nhưng mà tại vì người ta chưa công bố thôi. Hoặc là người ta không cũng không có biết là người ta đã nhiễm bệnh. Dạ đúng rồi, cái anh chồng mình không nói đúng. Tại vì ngày xưa tới giờ mình thường nói là cái nhà giàu mà đứt tay cũng như nhà nghèo bị lũng bụng. Cho nên giống như mà ở những nước mà Việt Nam mình thì những cái khủng hoảng như vậy thì mình mới đầu thì những cái tin giả trên Facebook thì nó làm cho người ta cũng hoang mang, nhưng mà từ từ đó thì sau đó thì người ta có bình tĩnh trở lại. Còn những nước mà nó văn minh giàu có thì họ không có thường mà để gặp những cái khủng hoảng như vậy, mà khi mà khủng hoảng như vậy thì họ bị toang là đúng rồi. Những nước mà ở phương Tây thì lại khác. Họ lại sợ những người đồng hương của họ truyền bệnh cho họ, rồi biểu tình, rồi thậm chí mà vác đơn đi kiện chính quyền. Tại sao mà đem những người bệnh vô thành phố của họ, trong khi đó họ là những người mà thường kêu nói là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam, mà trong khi đó họ lại kỳ thị những cái đồng hương của họ, những cái người đồng bào của họ. Thì tất cả những cái mà kêu nói là đấu tranh nhân chủ nhân quyền, dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam đều là giả tạo. Họ làm những cái đó trong cái lúc mà cái thời bầu cử, cái mùa bầu cử, để họ kiếm cái được cái phiếu của những người chống cộng bầu cho họ. Hết cái mùa bầu cử rồi thì thôi, mạnh ai về nhà nấy. Dạ đúng rồi cô, cháy nhà lòi mặt chuột. Cái ông mà nghị cái ông mà dân biểu của bang Cali, Alan Lowenthal, thì cũng nghe cũng là lên tiếng là đấu tranh dân chủ, cũng mạnh miệng lắm, đấu tranh dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Nhưng mà trong khi đó những người đồng bào, những người mà đồng hương trong cùng một bang Cali của ổng bị xua đuổi như vậy, chẳng là chả thấy ổng lên tiếng nào chút nào. Tại vì ổng nói cách nào ổng cũng bị tiêu hết. Nhưng mà ổng ủng hộ những người mà bị nhiễm bệnh mà về Cali thì ổng bị cử tri bên kia chống. Còn những ổng thì là còn mà nó chống mang những người nhiễm bệnh về Cali á, thì ổng lại bị mà bên 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 ủng hộ chống. Cho nên cái cách tốt nhất của những cái bọn mà nói là đấu tranh dân chủ nhân quyền mà để mà kiếm phiếu của cái những người chống cộng cực đoan ở đây, là giờ đến giờ phút này là họ ngậm miệng hết, không dám lên tiếng. Mình lên tiếng cách nào cũng tiêu, cho nên ngậm miệng hết. Dạ đúng rồi, thì cái bệnh cúm mùa, cái flu ở ở ở mỗi năm ở Mỹ này thì
vài chục triệu người chết. Còn cái corona này thì ở Mỹ, nó tính ra ở Mỹ thì cái flu mỗi năm ở Mỹ thì vài chục ngàn người vài chục triệu, vài chục ngàn người chết, có năm tới bốn mươi mấy ngàn tới sáu mươi mấy ngàn mỗi năm. Còn cái dịch corona này thì cái hậu quả thì nó không biết ra sao, nhưng mà nó tại vì những cái nguồn tin trên trên mạng xã hội nó làm cho con người ta bị hỗn loạn. Cái một cái nữa là nó không có cái thuốc điều trị đặc trị. Đấy, cái ở nhà thí dụ như cái mùa cúm bình thường thì mình cứ ra Costco mấy cái nhà thuốc mình mua thuốc cold and flu tắm vô thôi, hai tuần thì nó hết. Còn cái corona này ngày xưa tới giờ, corona virus này thì SARS-CoV-2 này thì nó mới, cho nên người ta cũng không biết điều trị bằng cách nào luôn. Thì phải đành phải, nếu mà dính này phải đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì vô bệnh viện thì cái bill của bệnh viện nó sắc, xanh mặt xanh mày hết, cho nên người ta lo sợ. Chứ còn mà nếu mà như so ra với cái bệnh flu thì cái tác hại của coronavirus này nó không, nó chưa bằng flu đâu, mỗi năm đâu, nhưng mà nó làm cho người ta, nó người làm cho người ta khủng hoảng tinh thần, tại vì nó mới quá, nó không có thuốc đặc trị, cho nên người ta không có biết xử trí ra sao. Chứ, mỗi năm thì em thường đi chích flu shot. Thì nếu mà hồi đó giờ em cũng lâu lắm mà em cũng không có bị flu, thì năm nào thì cũng có bị khô, bị nhiễm bệnh cảm lạnh vậy thôi, thì cứ thuốc cold and flu của Costco thì uống vô